Hôm nay mọi người thấy Ngọc mặc đồ rất là trịnh trọng đúng không? Ngày hôm nay Ngọc sẽ hóa thân thành nữ chủ tịch và mọi người cho Ngọc một cái kết nha. Để giỡn với mọi người thôi, thì ngày hôm nay Ngọc sẽ tiến hành mở hộp chiếc điện thoại siêu phẩm Galaxy S20 Ultra. Và đây là chiếc điện thoại gọi là đỉnh nhất ở thời điểm hiện tại của nhà Samsung. Và để xem thử là trong này, cái hộp này nó sẽ có gì. Tất nhiên là có nhiều video trên kênh, trên những kênh khác đã mở hộp chiếc điện thoại này rồi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mọi người hãy khích lệ tinh thần của Ngọc đi, cứ coi như là chúng ta mới mở hộp đi nha. Ok, giỡn thôi một chút thôi. Thì bây giờ Ngọc sẽ tiến hành mở hộp để xem cho mọi người, những người mà chưa xem mở hộp S20 Ultra, chúng ta xem thử trong hộp có gì. Ok, cùng vào video nha. Hiện tại thì Vĩnh Long Mobile vẫn đang cho đặt trước các siêu phẩm S20 của Samsung Galaxy. Bạn nào có muốn sở hữu những siêu phẩm này thì chúng ta có thể đặt trước tại website hoặc có thể đến cửa hàng Vĩnh Long Mobile gần nhất để các bạn nhân viên tư vấn trực tiếp. Ngoài ra khi đặt trước thì bạn sẽ nhận được phần quà đặc biệt giá trị từ Vĩnh Long Mobile, cũng như là tặng kèm tai nghe Galaxy Buds và được tận hưởng dịch vụ phòng trời thương gia tại các chuyến bay. Rồi bây giờ Ngọc sẽ tiến hành mở hộp. Trước tiên thì mình sẽ nhìn tổng quan về cái hộp. Hộp của chúng ta sẽ có một cái màu đen rất là ngầu luôn đúng không các bạn? Và phiên bản bên trong mà Ngọc cầm đây là phiên bản màu đen luôn. Và chúng ta sẽ có in hình rất là đơn giản, nói chung là chẳng có gì cả ngoài chữ S20 đây. Ở dưới thì sẽ là S20 Ultra. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tích chén, những cái thông số cũng như là những cái số email này nọ các kiểu các bạn ha. Rồi, bỏ qua phần này đi, bây giờ Ngọc mở hộp. Thì bên trong này chúng ta sẽ có một cái sổ nhỏ nữa. Đó, toàn bộ là màu đen nha các bạn, ruột rà gì màu đen hết. Rồi, ở trong này thì sẽ là đây, que lấy sim. Trong này thì Ngọc nghĩ là một cái ốp lưng với cả đó, ốp lưng dẻo trong suốt các bạn ha. Rồi đây sẽ là sổ hướng dẫn sử dụng và một cái phiếu bảo hành chắc luôn. Đó, ok, bỏ qua bên này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một con máy, nhưng mà bây giờ mình chưa xem đâu, mình sẽ để qua bên này luôn. Và bên xem tiếp trong hộp sẽ có gì. Đây sẽ có một cái tấm, nói chung là đây sẽ là giấy cứng nha các bạn nha. Giấy cứng nhưng mà nhìn rất là sang trọng, xịn sò luôn. Và đây sẽ là một cốc sạc nhanh 25W nha mọi người. Ở đây thì Ngọc sẽ có một cái dây sạc C2C chắc luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái củ sạc thì chúng ta sẽ đoán được cái dây gì ha mọi người. Rồi, ở đây là một cái tai nghe AKG rất là đặc trưng của Samsung. Cũng chẳng cái gì đặc biệt cả, bây giờ Ngọc cũng sẽ để đây bên này luôn nha. À quên nữa, bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu sơ qua về mức giá của chiếc điện thoại. Thì hiện tại em này đang có mức giá tốt tại Vĩnh Long Mobile, Ngọc cũng đã tham khảo tại đây. Thì mức giá tầm khoảng đâu đó 32 triệu và trừ tất cả các quà tặng thì chúng ta tầm khoảng 30 triệu. Đây là mức giá tốt trên thị trường. Và các bạn có quan tâm đến sản phẩm thì có thể ghé qua trang web của Vĩnh Long Mobile, chúng ta có thể tham khảo cũng như là nhận được những phần quà đặc biệt từ Vĩnh Long. Các bạn có muốn thì chúng ta tin. Ok, đầu tiên Ngọc sẽ khám phá về phần màn hình này. Thì màn hình, wow, đúng là không có gì để chê cả. Nói chung là phần màn hình này nhìn vô rất là thích mắt, trong trẻo. Và đây là cái phần mà Samsung luôn làm tốt cho những cái sản phẩm cao cấp của mình. Và S20 hay là S20 Plus thì cũng có cái màn hình tương tự như S20 Ultra này. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cái màn hình với độ trong trẻo này, chúng ta sẽ sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED kích thước là 6.9 inch cho chúng ta được những cái hiển thị rất là đã mắt nè mọi người. Và những cái trải nghiệm hàng ngày với lại kích thước như thế này thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị luôn. Và độ phân giải trên chiếc điện thoại là độ phân giải 2K+.
Tuy nhiên là đối với lại màn hình này, chúng ta sẽ có một cái điểm rất là đặc biệt là có tần số quét lên đến 120Hz. Tuy nhiên là để có tần số quét 120Hz này thì chúng ta sẽ sử dụng với độ phân giải là Full HD Plus. Và tất nhiên là để sử dụng độ phân giải 2K Plus thì mình sẽ phải giảm xuống tần số quét xuống 60Hz. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ cho chúng ta tốc độ mượt mà. Nói đến cái tần số 120Hz thì khi mà Ngọc trải nghiệm cái phần màn hình này, nó rất là đã luôn, rất là mượt mà, cũng như là cho chúng ta được những cái chuyển cảnh nó rất là liền mạch với nhau nè, nó không gây cảm giác khó chịu và cứ như là một vị tiên nữ lướt qua đó mọi người, rất là đã luôn. Ok, rồi tiếp theo là sẽ về phần thiết kế. Thì thiết kế của sản phẩm Samsung Galaxy S20 Ultra của chúng ta có một cái thiết kế rất là mạnh mẽ, sang trọng, cuốn hút với cái phần màu đen như thế này thì cho thấy được một cái nét gì đó rất là lịch lãm, đúng không mọi người? Và đây là một người đàn ông rất là lôi cuốn đối với phái nữ. Tuy nhiên là Ngọc nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại các anh em hơn, do cái phần thiết kế máy nè, nó rất là bự luôn, vì màn hình của chúng ta đến 6.9 inch. Chính vì vậy là nó cũng sẽ có kích thước rất là lớn. Kể cả đó thì chúng ta sẽ có cảm thấy là khi mà cầm nó hơi bị dày tay một chút. Tuy nhiên là có cảm giác cầm như vậy thôi, nó cũng sẽ có kích thước lớn hơn so với lại sản phẩm tầm trung là A71 hay là A51. Tuy nhiên là kích thước này thì Ngọc thấy là nó khá là bình thường, chứ nó không có bị dày quá đâu mọi người ha. Rồi, và với cái phần viên pin cũng như là cái phần cụm camera, cho nên là tạo nên thêm một cái độ dày cho máy nữa, chứ không phải là máy của chúng ta dày quá đâu. Thì ngoài cái kích thước siêu to siêu khổng lồ này thì máy cũng sẽ có một cái trọng lượng nó cũng khá là nặng đó mọi người, vì nó phải cân cả một cái viên pin khá là khủng, cũng như là phần cụm camera nè, hay là cái khung kim loại rất là chắc chắn, thì máy của chúng ta có cái trọng lượng là 222g. Chính vì vậy là cầm thì nó cũng sẽ hơi nặng tay, và đối với các bạn nữ thì chúng ta sử dụng lâu thì nó sẽ rất là mỏi. Chính vì vậy đây là một cái điểm mà mọi người cần phải cân nhắc nha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ mô tả về phần thiết kế này một chút nha. Thì Ngọc thấy là nó khá giống với sản phẩm Note 9, nhưng mà không tính phần cụm camera này. Thì chúng ta sẽ có một màu sắc là màu đen trơn. Chính vì vậy là máy cũng sẽ tạo cho chúng ta một cái nét sang trọng, thanh lịch, nhã nhặn ha mọi người ha. Và mọi người có thể quan sát là bên cạnh phải của chúng ta sẽ có vị trí đặt nút nguồn nè, vị trí đặt nút volume. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có vị trí đặt khe SIM ha mọi người ha. Ở bên cạnh trái thì nó sẽ trống, không có gì cả. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc Type-C và một cái loa. Như vậy là chúng ta cũng sẽ được lược bỏ cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Và S20 Ultra lần này cũng sẽ có chống nước IP68. Chứ vậy là nó sẽ thuận tiện hơn đối với lại cái việc trải nghiệm sử dụng của các bạn. Về phần mặt lưng này thì chúng ta có một cái rất là đặc biệt, đó là về phần cụm camera này. Mọi người có thể nhìn thấy nó siêu to, siêu khổng lồ luôn mọi người ha. Và hình dáng của nó là sẽ được đặt trong một cái cụm hình chữ nhật, tương tự như là cái thiết kế, những cái thiết kế ngôn ngữ trước, những sản phẩm trước của Samsung. Tuy nhiên là với cái sản phẩm này thì cái cụm camera này nó được phóng to rất rất nhiều lần. Và cùng Ngọc khám phá xem thử là phần camera này nó sẽ có gì đặc biệt. Rồi đối với phần cụm camera thì chúng ta sẽ có cụm 3 camera cùng với một cái cảm biến TOF 3D, và chúng ta sẽ có thêm một đèn flash LED ở đây. Ở đây thì mọi người có thể quan sát là chúng ta sẽ có một cái chữ Space Zoom 100x. Đây có phải là một cái sự nhấn mạnh về phần camera của chiếc điện thoại hay không? Thì Ngọc cũng đã test thử thì cái zoom 100x thật sự là có trên chiếc điện thoại S20 Ultra này. Và nó thật sự đáng kinh ngạc, có thể zoom ở những khoảng cách rất rất là xa các bạn, rất là rõ. Nói chung là độ chi tiết của nó phải nói là rất là căng nét, và Ngọc nghĩ là khó có đối thủ nào có thể so sánh được với lại S20 Ultra lần này đối với khoảng zoom 100x. Rồi bây giờ mình sẽ thông qua một chút về thông số nha, nói nhiều về phần cảm nhận quá đi. Rồi, cam chính thì chúng ta sẽ có một cái cam 108MP khẩu độ f1.8. Chúng ta sẽ có một camera tele 48MP khẩu độ f3.5, một camera góc rộng 12MP khẩu độ f2.2 và một cảm biến chiều sâu 0.3MP TOF 3D khẩu độ f1.0. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một camera selfie 40MP khẩu độ f2.2, và Ngọc cũng đã test sơ qua về phần camera của chiếc điện thoại, nó thật sự là rất là ấn tượng luôn ha mọi người ha.
nó về độ chi tiết nè, khỏi phải chê. Màu sắc lên cũng rất là chuẩn, và camera selfie thì nó cũng có độ làm mịn rất là phù hợp cho các bạn. Và một điểm nữa rất là đặc biệt về phần tính năng lần này, thì ngoài cái khả năng zoom 100x thì chiếc điện thoại S20 Ultra của chúng ta sẽ có một cái phần rất là đặc biệt, đó là một đoạn đường dài chúng ta gặp nhau, à không phải đâu mọi người, đối với mọi người một chút thôi, không phải là một đoạn đường dài mà là một đoạn video. Và trong đoạn video này thì chúng ta sẽ có những cái bức ảnh được đẹp nhất nè, hoặc là những bức ảnh về góc rộng, bức ảnh về góc thường, bức ảnh nói chung là những cái chi tiết khác nhau, và những cái bức ảnh nó ở mọi khoảnh khắc khác nhau. Cũng như là chúng ta sẽ có thêm hai cái video nữa, một video thường và một video tour nhanh. Và các bạn, việc của các bạn là chúng ta sẽ chỉ là chọn lựa ra những cái bức ảnh, một bức ảnh mà chúng ta cảm thấy là đẹp nhất, sau đó thì chúng ta làm bức ảnh chính. Rất là tiện lợi đúng không mọi người? Những cái đánh giá chi tiết hơn về camera thì chắc phải hẹn mọi người vào những cái bài video sau trên kênh. Và bây giờ thì Ngọc sẽ đi tiếp về phần cấu hình. Thì máy chúng ta sẽ có cấu hình là sử dụng con chip Exynos 990. Và đối với con chip này chúng ta sẽ có tiến trình 7 nm. Và đối với cái tiến trình thì nó sẽ ngang bằng với con chip của Qualcomm Snapdragon 865. Và chúng ta vẫn phải chờ vào những bài test về hiệu năng của chiếc điện thoại thì chúng ta mới biết được những sức mạnh đến từ vi xử lý này nó như thế nào. Và bây giờ thì Ngọc cũng chỉ test nhẹ qua tựa game đua xe cũng như là Liên Quân, thì Ngọc cảm thấy là chơi game cũng khá mượt mà. Tuy nhiên thì nó có một lần nó bị lag một cái, và Ngọc hy vọng là do máy mới cho nên nó chưa được ổn định, chứ không phải là do gì về phần hiệu năng của máy. Thì trong quá trình chơi thì Ngọc cảm thấy là nó cũng khá là mượt mà, và đối với màn hình tần số quét 120Hz này Ngọc chơi rất là đã luôn, và Ngọc cũng đã giảm thử. Thì Ngọc chơi trên tần số 60Hz cũng như là cái màn hình Full HD Plus thì nó cũng cho chúng ta những cái trải nghiệm khá là tốt. Và GPU trên máy được sử dụng là GPU Mali G77MP11. Giao diện chúng ta sẽ sử dụng giao diện One UI 2.0 trên nền Android 10.0, 128GB, 12GB RAM. Đối với phần tản nhiệt của máy thì Ngọc cảm thấy là phần tản nhiệt này khá là tốt đối với phần cấu hình hiệu năng mạnh như vậy. Tuy nhiên là trong quá trình mà Ngọc chơi còn test cái điện thoại thì nó chỉ có hiện tượng ấm lên mà thôi, chứ nó không có quá nóng. Và cũng như là khi mà chúng ta trải nghiệm á, thì Ngọc cảm thấy là khi mà đeo Oppo thì sẽ khắc phục được cái tình trạng ấm lên này của máy, cho nên là cũng không khó chịu gì mấy. Tương tự như cụm camera thì chúng ta sẽ có một viên pin siêu to siêu khổng lồ. Và đối với viên pin 5000mAh trên chiếc điện thoại S20 Ultra thì Ngọc nghĩ là cái thời gian mà nó cho mọi người sử dụng nó sẽ rất là tốt, cũng như là đối với phần cấu hình hiệu năng của máy mạnh như vậy, nặng như vậy, tuy nhiên là nó cũng sẽ không bị vấn đề pin làm cản trở. Và đây là một cái điểm rất là tốt đi kèm với máy nữa, thì nó rất là có một cái điểm rất là thuận tiện, đó chúng ta sẽ đi kèm với lại sạc nhanh 45W. Tuy nhiên là trong hộp này thì chúng ta cũng chỉ có sạc nhanh 25W mà thôi. Chính vì vậy là các bạn nào có nhu cầu cần sạc nhanh hơn thì các bạn có thể sắm cho mình một cái cục sạc 45W. Rồi, đánh giá chung lại thì Ngọc cảm thấy là S20 Ultra này nó là một cái sản phẩm khá là tốt về phần độ hoàn thiện chắc chắn nè các bạn. Cầm nắm nó cũng khá là chắc tay đối với bạn tay to như mình. Còn đối với những bạn tay nhỏ thì các bạn chắc là phải cầm hai tay rồi. Và đối với lại phần thiết kế này thì Ngọc cảm thấy là rất là đẹp đối với Ngọc nha. Cụm camera bự như vậy thì nó rất là cuốn hút luôn mọi người. Trong khi đó thì các bạn đánh giá là cụm camera này ôi sao nó bự quá vậy, này nọ các kiểu rất là thô luôn. Ngọc thì lại cảm thấy nó cuốn hút quá chứ. Ngọc thì thích cái gì độc đáo, cuốn hút, nói chung là cứ có sự thay đổi đi, Ngọc sẽ chấp nhận hết. Ok, và bài mở hộp thì chỉ đến đây thôi, nói thì các bạn nói là quá nhiều nữa đúng không? Và những cái đánh giá chi tiết hơn thì hẹn mọi người lại với những video khác trên kênh. Và nếu mọi người thấy hay thì đừng quên nhấn like, share cùng với subscribe kênh Nhấn Ngọc nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.